Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Minh Châu và Đức Vượng thưa quý vị hôm nay là thứ sáu ngày 7 tháng 4 năm 2023 Từng được gọi là thứ sáu Good Friday và hôm nay là bên đạo Thiên Chúa thì là ngày à, thứ sáu tuần thánh là kỷ niệm mà ngày Chúa phải chịu đóng đinh trên cây thập giá và bị à, chết và sau 3 ngày thì sẽ sống lại và tới chủ nhật này đó thì là lễ phục sinh dạ. một năm thì người theo đạo thiên chúa có hai ngày lễ chính quan trọng là lễ giáng sinh và lễ phục sinh. phục sinh à, thì hôm nay là thứ sáu rồi tới ba ngày nữa là lễ phục, phục sinh phục sinh đó. Dạ. dạ dạ vâng à, và ngay sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ tòa thánh Vatican. Đức giáo hoàng Francis rửa chân và hôn chân cho các phạm nhân trước dịp lễ phục sinh. Được hồi phục sau cơn bệnh viêm phế quản, Đức giáo hoàng Francis vào ngày 6 tháng 4, là ngày thứ năm tuần thánh, đã thực hiện một truyền thống trước lễ phục sinh đó là rửa chân và hôn chân 12 tù nhân tại trại giam cho người vị thành niên. Đức giáo hoàng Francis cùng các vị hồng y giáo chủ các giám mục và khoảng 1.800 tu sĩ đã tề tựu tại vương cung thánh đường thánh Phêrô để nhắc lại lời hứa mà họ từng tuyên thệ. Sau đó, Đức Giáo Hoàng đã di chuyển tới trại giam Casa de Pamo ở ngoại ô của thủ đô Rome. Tại đây, Ngài đã rửa chân và hôn chân cho 12 phạm nhân thiếu niên trong nghi thức tái hiện sự khiêm nhường của Chúa Giêsu đối với các vị môn đồ vào đêm trước khi Ngài bị đóng đinh. Trại giam nói trên là nơi Đức Giáo Hoàng Francis chọn làm địa điểm bắt đầu truyền thống rửa chân cho các tù nhân, những người cao tuổi và những người vô gia cư, thay vì Ngài làm lễ cho các tu sĩ tại nhà thờ ở thủ đô Rome như các vị giáo hoàng thời tiện nhiệm. Đức Giáo Hoàng Francis cũng là vị giáo hoàng đầu tiên cho phép phụ nữ và những người không theo cơ đốc giáo tham gia vào truyền thống này. Một tù nhân được rửa chân vào ngày hôm qua là một người theo đạo hồi đến từ Senegal, và hai phạm nhân khác là phụ nữ. Đức Giáo Hoàng nói như sau, bất cứ ai trong chúng ta đều có thể phạm sai lầm. Và Ngài đã nói với các phạm nhân trong bài thuyết pháp không được lên kế hoạch trước. Cũng vào tuần trước, Đức Giáo Hoàng Francis, năm nay 86 tuổi, đã phải được đưa vào bệnh viện 4 ngày để điều trị bệnh viêm phế quản sau khi Ngài bị khó thở. Ngài được cho là đã sử dụng thuốc kháng sinh và đã được hồi phục nhanh chóng. Na Uy thay Nga làm nguồn cung khí đốt lớn nhất của châu Âu. Na Uy đang cung cấp 1 phần 3 lượng khí đốt sử dụng ở châu Âu. Trong năm 2022, doanh thu từ công nghiệp năng lượng của nước này đã tăng hơn 100 tỷ Mỹ Kim, sản lượng khí đốt tăng 8%. Cuộc chiến tại Ukraine và tình hình năng lượng đã cho thấy tầm quan trọng của Na Uy với các nước châu Âu. Đến nay, chúng tôi mới thực sự nhận ra điều đó. Bà Christine Fedorov gracet giám đốc điều hành Petro, doanh nghiệp nhà nước quản lý tài nguyên dầu khí của Na Uy, chia sẻ với báo New York Times. Petro hiện giám sát gần 40 mỏ dầu và khí đốt lớn nhất châu Âu, tất cả nằm trên thềm lục địa Na Uy. Doanh thu năm 2022 của Petro tăng gấp 3 lần năm 2021, đạt mức 50 tỷ Mỹ Kim. Equinor, một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực dầu khí khác, thu về 75 tỷ Mỹ Kim lợi nhuận sau điều chỉnh, cao nhất trong lịch sử công ty. Theo số liệu của chính phủ, năm ngoái, nguồn thu từ dầu khí đã đóng góp 125 tỷ Mỹ Kim cho Na Uy, nhiều hơn năm 2021 đến 100 tỷ Mỹ Kim. Chính phủ Na Uy dồn toàn bộ số tiền này vào một quỹ đầu tư nhà nước thường được biết đến với tên gọi quỹ dầu. Đến nay, quỹ này có giá trị lên đến 1.300 tỷ Mỹ Kim, nắm giữ trung bình 1,4% cổ phần của hơn 9.000 doanh nghiệp đã được niêm yết toàn cầu. Chính phủ có thể sử dụng lợi nhuận hàng năm của quỹ này để chi trả gần 20% ngân sách nhà nước. Với tiềm lực hiện tại, Na Uy hoàn toàn có thể duy trì nguồn cung khí đốt ồ ạt sang châu Âu trong vài năm tới. Tuy nhiên, nước này khó có thể đẩy mạnh hơn nữa sản lượng xuất cảng sang châu Âu bởi hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Na Uy sang lục địa già đã hoạt động gần tối đa công suất. Mặt khác, quan trọng hơn Na Uy đang trong quá trình chuyển sang sử dụng năng lượng sạch. Chỉ khi nhu cầu năng lượng tăng vọt sau khi chiến sự ở Ukraine bùng nổ, hệ thống chính trị Na Uy mới thống nhất nước này sẽ tiếp tục khai thác nhiên liệu hóa thạch số lượng lớn trong vài năm tới. Phía Nga tuyên bố bắt giữ hai vợ chồng gián điệp người Ukraine. Cơ quan an ninh Liên bang Nga cho hay, hồi gần đây, họ đã bắt giữ một cặp vợ chồng với tội danh là phản quốc khi những người này đã cung cấp cho các cơ quan mật vụ của Ukraine những thông tin quân sự và kỹ thuật có thể được sử dụng để chống lại lực lượng vũ trang của Nga. Trong lúc lục soát nhà của hai nghi phạm nói trên ở thành phố Nizhny phía Nga đã thu giữ những vật dụng được sử dụng trong các hoạt động do thám. Cơ quan của Nga cho biết thêm, theo một nguồn tin, thì một nhân vật giấu tên từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga, cặp vợ chồng nói trên trong khi được thẩm vấn đã thừa nhận cung cấp cho Cơ quan Mật vụ của Ukraine nhiều bản vẽ về các loại vũ khí quốc phòng được sản xuất tại thành phố Nizhny Taryu của Nga để nhận được 100.000 rúp của Nga, tương đương 1.200 Mỹ Kim. Hiện nay, các cơ quan mật vụ của Ukraine chưa bình luận về những hình ảnh và thông cáo được Cơ quan An ninh của Nga công bố. Trong một diễn biến liên quan thì phía Nga đã bắt giữ một ký giả người Mỹ có tên là Ivan Gaskovic là phóng viên sinh năm 1991 của nhật báo Washington Journal với cáo buộc là đã làm gián điệp. Thứ trưởng ngoại giao của Nga là ông Sergey Rachakov nói với đại sứ Hoa Kỳ tại Nga là Lynn Tracy trong cuộc gặp gỡ vào ngày 7 tháng 4 như sau: sự thổi phòng đang được lan truyền tại Hoa Kỳ nhằm gây áp lực đối với các giới chức và tòa án của Nga. Đó là điều vô ích. Tổng biên tập của Nhật báo Washington Journal là bà Emma Tucker cho hay, các luật sư đã được gặp ký giả Gerskovic vào hôm 4 tháng 4 và người này vẫn khỏe mạnh. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc là ông John Kirby vào ngày 6 tháng 4 cho biết rằng chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa được tiếp xúc cấp lãnh sự với ký giả Gerskovic và còn quá sớm để bàn luận về khả năng trao đổi một công dân người Nga đang bị giam giữ tại Hoa Kỳ để lấy nam phóng viên nói trên. Belarus kêu gọi thế giới gom vũ khí nguyên tử để tiêu hủy. Tôi tin rằng toàn bộ vũ khí nguyên tử nên được chất thành đống và tiêu hủy vào một thời điểm nào đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết trong chương trình phát trên kênh truyền hình Nga Rossiya 1 ngày 7 tháng 4, ông Lukashenko nói đồng tình với tổng thống Pháp khi ông Emmanuel Macron cho rằng không thể chấp nhận việc một quốc gia đặt vũ khí nguyên tử trên lãnh thổ nước khác. Nhưng theo tổng thống Belarus, Mỹ cũng nên rút vũ khí nguyên tử họ đã bố trí tại các quốc gia như Ý, Bỉ, Hà Lan, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ. Hãy tập hợp toàn bộ vũ khí nguyên tử và tiêu hủy chúng, đó là lựa chọn tốt nhất. Trong thời gian chờ chúng tôi sẽ làm giống như họ. Ông Lukashenko cho biết thêm nhắc đến việc cho phép Nga khai triển vũ khí nguyên tử chiến thuật trên lãnh thổ Belarus. Lãnh đạo Belarus còn mô tả ông Macron là nhà chỉ trích xuông. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25 tháng 3 tuyên bố Nga sẽ khai triển vũ khí nguyên tử chiến thuật ở Belarus. Ông chủ điện Kremlin cho biết hành động này không có gì bất thường và Mỹ đã làm điều tương tự trong nhiều thập niên. Chính phủ Ukraine cho phép nước Nga lựa chọn để rời khỏi bán đảo Crimea trong hòa bình. Chính phủ Ukraine đã không thay đổi kế hoạch là sẽ lấy lại lãnh thổ của họ, vốn đã bị nước Nga sáp nhập vào năm 2014. Chính phủ Kiev đưa ra cho phía Nga hai sự lựa chọn đó là một rời đi trong hòa bình, hoặc là Ukraine sẽ tranh đấu để tự do cho Crimea. Theo nhật báo Politico, thì để giảm thiểu sự mất mát quân sự cho người Ukraine, và giảm thiểu mối đe dọa cho người dân sống tại khu vực bị chiếm đóng này, cũng như giảm bớt sự thiệt hại hạ tầng cơ sở. Ukraine có kế hoạch cho phép nước Nga lựa chọn phương cách rời khỏi bán đảo Crimea. Nếu như quân Nga không đồng ý tự nguyện ra đi, thì Ukraine sẽ tiếp tục tự do cho vùng đất của mình bằng phương cách quân sự. Bà Tamila Tasheva, là đặc phái viên của Tổng thống Ukraine về tình hình Crimea, đã nói với nhật báo Politico như trên. Lời bình luận của bà được đưa ra sau khi ông Andriy Sibia, là cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky, đề cập tới việc Ukraine sẵn sàng thảo luận về tương lai của bán đảo Crimea đối với Nga nếu như Ukraine đạt được các mục tiêu chiến lược trên chiến trường. Lời phát biểu của ông Sibia được hiểu là lần đầu tiên Ukraine thể hiện sự mong muốn đàm phán với nước Nga kể từ sau khi Ukraine bác bỏ khả năng đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga, đó là ông Putin hồi năm ngoái. Cho tới nay, Ukraine vẫn kiên định với lập trường không để mất lãnh thổ. Điều này khiến cho các cuộc đàm phán về hòa bình dĩ nhiên đi vào bế tắc, khi mà ngoài bán đảo Crimea, thì nước Nga đã cưỡng chiếm thêm bốn vùng khác của Ukraine, bao gồm Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Luhansk vào hồi năm ngoái khác biệt trong cách Trung Quốc đón hai lãnh đạo châu Âu. Tới Trung Quốc cùng thời gian, Tổng thống Pháp Macron được Bắc Kinh đón tiếp với những nghi thức trang trọng nhất, còn Chủ tịch Ủy ban châu Âu gần như trở thành người vô hình. Khi chuyên cơ chở Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh ngày 5 tháng 4 để bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Tân Cương đã đón ông ở chân cầu thang máy bay. Ông sau đó được chào đón bằng lễ duyệt đội danh dự và bắn đại bác trên quảng trường Thiên An Môn. Cũng trong ngày hôm đó, khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đặt chân tới Bắc Kinh, đón bà là Bộ trưởng Sinh thái và Bảo vệ môi trường tại lối ra dành cho hành khách thông thường. Trong khi truyền thông nhà nước Trung Quốc hết lời ca ngợi mối quan hệ Trung-Pháp, thì những bài đăng trên mạng xã hội nước này lại mô tả Chủ tịch von der Leyen giống như con rối của Mỹ. Trang chủ hãng thông tấn Xinhua si lần phần lớn tập trung thông tin vào tổng thống Macron và mối quan hệ giữa Trung Quốc và Pháp, khiến liên minh châu Âu trở thành chủ đề nhạt nhòa. Khác biệt về cách tiếp cận với Trung Quốc giữa tổng thống Macron và chủ tịch von der Leyen đã được thể hiện ngay từ đầu chuyến thăm. Ông Macron là nhà lãnh đạo châu Âu luôn mong muốn và tìm cách làm việc cùng Bắc Kinh, còn bà von der Leyen lại có quan điểm cứng rắn hơn. Trên mạng xã hội vốn được kiểm duyệt chặt chẽ của Trung Quốc Chủ tịch von der Leyen liên tục bị công kích, tiếp nối những lời lẽ gay gắt được người dùng mạng nước này tung ra sau khi bà có bài phát biểu khá quyết liệt nhằm vào Trung Quốc hồi tuần trước. Một số nhà bình luận có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội Trung Quốc còn nói rằng chuyến thăm của chủ tịch von der Leyen không có thiện chí, mục đích của bà ấy không đơn giản. Một nhà bình luận có tài khoản 250.000 người theo dõi viết, Mỹ có thể giao nhiệm vụ cho bà ấy để mắc đến Tổng thống Macron. Thị trường bất động sản cao cấp tại Dubai vừa lập một kỷ lục mới. Theo hãng tin Bloomberg, thì doanh số bán bất động sản cao cấp đang bùng nổ tại Dubai sau khi giới siêu giàu nước ngoài tiếp tục mua những căn nhà sang trọng tại đây. Vào tuần này, một người mua đã đồng ý trả 203 triệu diam, tức là tương đương 55 triệu Mỹ Kim, cho một căn chung cư 5 phòng ngủ mang nhãn hiệu Barakat trong một dự án thậm chí còn chưa khởi công xây dựng. Tòa tháp này sẽ được xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo với hình con ngựa gần với khách sạn và khu nghỉ dưỡng có tên là The Julie Brand. Theo La Sabida Sotheby International Realty, là một công ty môi giới bất động sản, thì đây là mức giá cao nhất cho một căn chung cư trước khi được xây dựng. Điều này đã phá vỡ kỷ lục mới được thiết lập vào tháng 2 năm nay khi một căn chung cư với 5 phòng ngủ được bán ra với giá là 160 triệu dirham, tương đương 43 triệu rưỡi Mỹ Kim, tại khu The Bulgari Lighthouse. Bất động sản cao cấp bùng nổ tại Dubai khi những người giàu có ngày càng giàu hơn trong khi đại dịch Covid-19 và khi các tỷ phú người Nga tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, tránh cuộc xung đột tại Ukraine. Các biệt thự trong dự án mang tên Four Seasons Residence ở Dubai được bán ra với giá khoảng 40 triệu dirham, tức là khoảng hơn 10 triệu Mỹ Kim vào năm 2021, hiện nay có trị giá vào khoảng 100 triệu dirham, tức là hơn 27 triệu Mỹ Kim. Hồi gần đây, Dubai đã vượt qua vùng South Florida của Hoa Kỳ, trở thành nơi có nhiều dự án mang thương hiệu nhất thế giới. IMF cảnh báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng yếu nhất hơn 3 thập niên. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu chỉ đạt khoảng 3% trong 5 năm tới, yếu nhất kể từ năm 1990 vì lãi suất tăng. Trong bài phát biểu tại Washington hôm 7 tháng 4, Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva cho hay, năm nay GDP toàn cầu có thể tăng dưới 3%, cao hơn dự báo được tổ chức này đưa ra tháng giêng ở mức khoảng 90% các nền kinh tế tiên tiến sẽ chứng kiến tăng trưởng năm nay chậm lại do chính sách thắt chặt tiền tệ đè nặng lên nhu cầu và hoạt động kinh tế ở Mỹ và khu vực châu Âu. Theo quỹ tiền tệ quốc tế, bất chấp triển vọng tăng trưởng ảm đạm, các ngân hàng trung ương vẫn phải tăng lãi suất vì lạm phát cao, miễn là không phải chịu nhiều áp lực ổn định tài chính sau những biến động gần đây của ngành ngân hàng ở Mỹ và Thụy Sĩ ngoài ra xung đột ukraine được cho là góp phần làm xấu đi mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa mỹ và trung quốc khiến lạm phát trầm trọng hơn bà kristalina georgieva cho rằng thế giới kém yên bình hơn khiến nền kinh tế toàn cầu nói chung ít có khả năng hỗ trợ cho những thành viên yếu nhất nhưng một số thị trường mới nổi vẫn đang mạnh mẽ đặc biệt là ở châu á ấn độ và trung quốc dự kiến đóng góp một nửa tăng trưởng toàn cầu tuy nhiên các quốc gia có thu nhập thấp gặp khó khăn do nhu cầu hàng xuất cảng suy yếu Bà Georgieva cũng kêu gọi các quốc gia tăng cường chuỗi cung ứng, giảm nợ cho các nước gặp khó khăn và đóng góp quỹ tính thác để hỗ trợ những nước nghèo nhất. Và đó là những bản tin thế giới. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Hoa Kỳ sau một số thông tin thương mại. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump chỉ trích báo cáo của tòa Bạch Ốc về việc rút quân ra khỏi Afghanistan. Cựu tổng thống Donald Trump cho rằng tòa Bạch Ốc đang chơi trò đổ lỗi khi công bố bản báo cáo cho rằng chính quyền của ông phải chịu trách nhiệm về cuộc rút quân hỗn loạn ra khỏi Afghanistan. Ông Trump cho biết như sau: "Những gã khờ trong tòa Bạch Ốc, đứng đầu là Joe Biden vô vọng, đang chơi trò thông tin sai lệch mới sau khi phá hủy đất nước của chúng ta một cách có hệ thống." Trò chơi đó là đổ lỗi cho Trump vì sự đầu hàng kém cỏi của họ tại Afghanistan. Ông Donald Trump đã cho đăng tải trên mạng xã hội True Social bài viết như trên vào hôm 7 tháng 4. Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi ông John Kirby là phát ngôn viên của tòa bài tóc về các vấn đề an ninh quốc gia, công bố bản tóm tắt kéo dài 12 trang, báo cáo mật về chiến dịch Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Afghanistan hồi tháng 8 năm 2021 bản báo cáo thừa nhận việc di tản người mỹ và các đồng minh ra khỏi afghanistan nên bắt đầu sớm hơn nhưng cũng đổ lỗi sự chậm trễ này cho chính phủ và quân đội afghanistan đồng thời đánh giá của cộng đồng tình báo cũng như quân đội hoa kỳ Ông John Kirby cũng thừa nhận về tiến trình rút quân ra khỏi Afghanistan đã có một số sai lầm. Thế nhưng, thỏa thuận giữa chính quyền cựu Tổng thống Trump và phe Taliban hồi tháng 2 năm 2020 đã đẩy chính quyền của ông Joe Biden vào tình thế không còn đường rút lui, tạo ra bối cảnh bất lợi cho tiến trình rút quân. Một dân biểu của đảng Cộng hòa có tên là Michael McCaul là chủ tịch ủy ban đối ngoại tại Hạ viện Hoa Kỳ cũng lên tiếng chỉ trích như sau. Lời bình luận của ông John Kirby trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc là điều đáng xấu hổ và xúc phạm. Tổng thống Joe Biden đã quyết định rút quân và thậm chí chọn ngày để hành động. Ông ấy phải chịu trách nhiệm về những thất bại lớn trong việc lên kế hoạch và thực hiện. Ông Macau đang dẫn đầu cuộc điều tra về quyết định rút quân ra khỏi Afghanistan, đồng thời kêu gọi chính quyền phải giải mật các tài liệu này càng nhiều càng tốt để công chúng được biết đến rò rỉ tài liệu mật của Mỹ và NATO về kế hoạch quân sự của Ukraine. Giới chức Mỹ cho biết các tài liệu mật về kế hoạch hỗ trợ quân đội Ukraine của Mỹ và NATO đã xuất hiện trên Twitter và Telegram. Ngũ giác đài đang điều tra xem ai đứng sau vụ rò rỉ các tài liệu mật này. New York Times đưa tin ngày 7 tháng 4. Theo giới phân tích quân sự, các tài liệu này dường như đã được sửa đổi một số phần so với định dạng ban đầu, chẳng hạn tăng ước tính của Mỹ về số người chết trong xung đột Ukraine và giảm số binh sĩ Nga thiệt mạng. New York Times mô tả những tài liệu mật này là kế hoạch của Mỹ và NATO cho Ukraine. Tài liệu không nêu kế hoạch tác chiến cụ thể của Ukraine với các chiến dịch phản công, nhưng có thể hữu ích đối với đối phương. Một tài liệu dường như nêu chi tiết tỷ lệ Ukraine sử dụng hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Washington viện trợ. Một tài liệu khác đề cập đến tình trạng thực tế của 12 lữ đoàn chiến đấu Ukraine, trong đó chính lữ đoàn được Mỹ và NATO huấn luyện và trang bị vũ khí trong 9 lữ đoàn trên, 6 lữ đoàn sẵn sàng khai triển từ 31 tháng 3 và số còn lại từ 30 tây tháng 4. Theo các nhà phân tích, một lữ đoàn của Ukraine gồm khoảng 4.000 đến 5.000 binh sĩ. Tài liệu cho thấy hoạt động huấn luyện với lịch trình từ tháng Giêng đến tháng Tư, thời gian phương Tây bàn giao vũ khí sẽ chi phối thời gian huấn luyện và sẵn sàng tác chiến của quân đội Ukraine. Ước tính tổng cộng chính lữ đoàn của Ukraine cần hơn 250 xe tăng và hơn 360 xe cơ giới. Theo ông Mikhail Poloyak, một giới chức của văn phòng tổng thống Ukraine, dữ liệu mà New York Times đăng tải chứa một lượng lớn thông tin hư cấu. Đây chỉ là những động thái của tình báo Nga, không có gì hơn thế. Lực lượng không quân Hoa Kỳ muốn đặt mua số máy bay chiến đấu với con số kỷ lục. Lực lượng không quân Hoa Kỳ đã lên kế hoạch đặt mua thêm 72 chiếc chiến đấu cơ mới trong năm tới để tối tân hóa phi đội, là mức cao chưa từng thấy trong hàng chục năm qua cụ thể là 48 chiếc chiến đấu cơ tàng hình F-35A và 24 chiếc F-15EX trong năm tài khóa 2024. Lời đề nghị này được trung tướng Richard Moore là phó tham mưu trưởng Không quân Hoa Kỳ đưa ra trước Hội Hoa Kỳ vào hôm 7 tháng 4 để được xem xét phê chuẩn cho kế hoạch ngân sách năm tiếp theo. Trung tướng Moore nói như sau: "Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi làm việc trong quân chủng Không quân Hoa Kỳ, yêu cầu đặt mua số lượng máy bay chiến đấu lớn như thế." Và ông cũng cho biết rằng lời đề nghị này không chỉ diễn ra một lần mà sẽ lặp lại trong các năm tới. Các nhà lãnh đạo và chỉ huy của lực lượng không quân Hoa Kỳ trong nhiều năm qua nhận định rằng quân chủng này cần phải mua ít nhất là 72 chiếc chiến đấu cơ mới mỗi năm để tối tân hóa lực lượng cũng như giảm tuổi thọ trung bình của máy bay. Nhiều vị tướng trong lực lượng Không quân Hoa Kỳ cảnh báo rằng nếu không cung cấp thêm số lượng máy bay chiến đấu như thế mỗi năm thì họ không đủ máy bay để thay thế cho những chiếc đã cũ và sắp bị loại như F15C. Tuy nhiên, Quốc hội Hoa Kỳ trong những năm qua đã duyệt xét mua số lượng máy bay chiến đấu ít hơn mục tiêu mong muốn của lực lượng Không quân Hoa Kỳ. Trong năm tài khóa 2023, Quốc hội Hoa Kỳ cho phép Lực lượng Không quân mua 67 chiến đấu cơ bao gồm 43 chiếc F-35A và 24 chiếc F-15EX. Tổng thống Biden lần thứ hai dùng quyền phủ quyết, Tổng thống Joe Biden ngày 6 tháng 4 đã sử dụng quyền phủ quyết lần thứ hai trong nhiệm kỳ để bác bỏ dự luật của Quốc hội Mỹ đi ngược với chính sách của chính phủ về nguồn nước. Tôi vừa phủ quyết một dự luật cố gắng ngăn chặn chính quyền bảo vệ các tuyến đường thủy của đất nước, nguồn tài nguyên mà hàng triệu người Mỹ phụ thuộc vào trước sự hủy diệt và ô nhiễm mọi người mỹ đều có quyền sử dụng nước sạch lần phủ quyết này bảo vệ quyền lợi ấy tổng thống biden tuyên bố trên twitter những người ủng hộ dự luật cho rằng các quy tắc về nguồn nước trong luật nước sạch của ông biden đã vượt quá giới hạn của nhánh hành pháp đồng thời dẫn đến sự nhầm lẫn trong nhiều ngành công nghiệp bằng cách phủ quyết tổng thống biden đang phớt lờ ý chí của đa số lượng đảng trong quốc hội mỹ khiến hàng triệu người mỹ rơi vào tình trạng lấp lẫn làm tê liệt các dự án năng lượng và hạ tầng cơ sở trong tương lai Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa West Virginia Shelley Moore Capito nhận định, Tổng thống Joe Biden lần đầu sử dụng quyền phủ quyết vào ngày 20 tháng 3 để bác dự luật về đầu tư dựa trên kế hoạch hưu trí được Quốc hội Mỹ thông qua. Hạ viện của tiểu bang Tennessee loại bỏ dân biểu của đảng Dân Chủ vì đã biểu tình chống bạo lực súng đạn. Hạ viện của tiểu bang Tennessee do đảng Cộng hòa kiểm soát vào hôm 7 tháng 4 đã bỏ phiếu loại người đầu tiên trong số 3 vị dân biểu của đảng Dân Chủ đã từng đi biểu tình để phản đối tình trạng bạo lực súng đạn. Theo đài NBC News, thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử của tiểu bang này. Dân biểu của tiểu bang bị loại vì bị cáo buộc là đã vi phạm quy định của Hạ viện của tiểu bang. Vụ khai trừ này khiến cho cả nước Mỹ chú ý tới tình trạng chia rẽ đảng phái trong Quốc hội của Tennessee trong mấy tháng vừa qua. Bất chấp cuộc biểu tình rầm rộ bên ngoài tòa nhà Quốc hội của tiểu bang, các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa bắt đầu thủ tục khai trừ ba vị dân biểu của đảng Dân chủ. Đó là ông Justin Jones, kế đến là bà Glorida Johnson và ông Justin Pearson. Đầu tiên, ông Jones bị loại bỏ với tỷ số phiếu là 72 trên 25. Tiếp đó, cuộc bỏ phiếu khai trừ bà Johnson bị thất bại vì tỷ số chỉ đạt được 65 trên 30, tức là không đạt đủ thế đa số 2 phần 3. Cuộc bỏ phiếu lần thứ ba cho ông Pearson diễn ra cũng trong ngày 6 tháng 4. Vào hồi tuần trước, ba vị dân biểu của đảng Dân Chủ này dẫn đầu cuộc biểu tình ngay tại phòng họp khoáng đại của Hạ viện Tennessee đòi phải cải cách về luật súng sau vụ xả súng tại trường học Nashville làm 7 người thiệt mạng. Chủ tịch và hai đời CEO của Signature bán chui cổ phiếu thu lời 70 triệu Mỹ Kim. Theo điều tra độc quyền của Wall Street Journal, dòng tiền mặt dồi dào từ ngành tiền số bùng nổ đã giúp lượng tiền gửi vào Signature tăng 68% trong năm 2021, đồng thời đẩy giá cổ phiếu tăng 140% trong năm đó. Những người giao dịch nội gián tại ngân hàng đã sụp đổ, Signature Bank đã bán ra số cổ phiếu trị giá hơn 100 triệu Mỹ Kim trong những năm sau, khi ngân hàng chuyển hướng thu hút các công ty tiền số và trở thành con cưng của thị trường chứng khoán. Trong 3 năm qua, số cổ phiếu mà tổng giám đốc và hai đời CEO của Signature bán ra chiếm gần một nửa tổng lượng cổ phiếu được bán ra. Các nhân vật này đều nằm trong ủy ban có nhiệm vụ kiểm soát rủi ro của ngân hàng trong năm gần nhất. Tổng giám đốc và hai đời CEO đã thu lời 70 triệu Mỹ Kim từ giao dịch nội gián. Năm 2021, họ bán ra số cổ phiếu gấp đôi so với năm 2020. Phần lớn các cổ phiếu được bán ra vào mùa xuân 2021 ở mức giá khoảng 220 Mỹ Kim. Năm đó, cổ phiếu Signature vẫn tiếp tục tăng giá và đạt mức cao nhất mọi thời đại là 336 Mỹ Kim một cổ phiếu vào đầu năm 2022 sở dĩ các giao dịch nội gián này không bị phát hiện là vì các tài liệu ghi chép được nộp lên cơ quan ký thác liên bang thay vì ủy ban chứng khoán như thông thường. Signature là một trong hai công ty duy nhất trong chỉ số S&P 500 không báo cáo các thông tin về giao dịch nội bộ lên ủy ban chứng khoán. Công ty còn lại chính là First Republic Bank, ngân hàng cũng đứng trên bờ vực và đã được nhóm các ngân hàng lớn bơm 30 tỷ Mỹ kim để giải cứu. Tin liên quan tới ngành bất động sản tại Hoa Kỳ. Theo bà Lisa Salet, là giám đốc đầu tư của Morgan Stanley Wealth Management, thì giá bất động sản thương mại tại Hoa Kỳ có thể giảm tới 40% so với mức đỉnh điểm, là mức tồi tệ hơn cả trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hồi năm 2008. Nguyên nhân là do một loạt các cơn gió ngược đã thổi vào ngành bất động sản thương mại, bao gồm các hoạt động làm việc tại nhà trở thành xu hướng khiến cho tỷ lệ các văn phòng bỏ trống gia tăng, hay là lãi suất tăng cao khiến nhiều nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc tái cung cấp vốn cho một núi nợ đang rình rập. Trong bản phúc trình hàng tuần của Ủy ban Đầu tư toàn cầu, bà Lisa còn đưa ra một nhận định đầy lo lắng như sau: Hơn 50% trong số 2.900 tỷ Mỹ kim cho các khoản thế chấp sẽ cần được phải đàm phán lại trong 24 tháng tới khi mà lãi suất cho vay có thể tăng từ 35 tới 45%. Bà cũng cho rằng các ngân hàng trong khu vực có thể sẽ gặp rủi ro lớn khi mà họ nắm giữ khoảng 70% cho tới 80% số nợ bất động sản thương mại. Chi phí đi vay tăng cao, các điều kiện tài chính thì bị thắt chặt do tình trạng hỗn loạn của ngành ngân hàng vừa qua. Tất cả đều gây ra sự trở ngại cho các nhà đầu tư bất động sản lớn khi họ tìm cách tái cung cấp vốn cho hàng loạt các khoản vay có gần 450 tỷ Mỹ Kim số nợ bất động sản thương mại sẽ phải đáo hạn trong năm nay. Đến đây một lần nữa kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Á Châu. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Trung Quốc trừng phạt phái viên Đài Loan đưa hai cơ quan Mỹ vào danh sách đen. Chính phủ Trung Quốc vừa áp thêm lệnh trừng phạt đối với bà Tiêu Mỹ Cầm, phái viên của Đài Loan tại Mỹ, cũng như đưa một số cơ quan của Mỹ vào danh sách đen. Reuters trích dẫn thông tin do báo chí Trung Quốc đăng tải ngày 7 tháng 4 cho hay Bắc Kinh cấm bà Tiêu và các thành viên gia đình đến Đại lục, Hồng Kông và Macau. Các lệnh trừng phạt do văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc công bố cũng cấm những nhà đầu tư và công ty có liên quan đến bà Tiêu, hợp tác với các tổ chức và cá nhân ở Đại lục. Động thái này diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tại California hôm 5 tháng 4. Cùng ngày 7 tháng 4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo đưa Viện Hudson và Thư viện Reagan của Mỹ cùng những người đứng đầu các cơ quan này vào danh sách đen trừng phạt. Nhà chức trách Trung Quốc giải thích cả hai tổ chức nói trên đã cung cấp nền tảng và hỗ trợ những hoạt động ly khai của bà Thái Anh Văn. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh đã ngay lập tức hạn chế các trường đại học, học viện cũng như các tổ chức và cá nhân khác ở Trung Quốc tham gia hay hợp tác với Viện Hudson và Thư viện Reagan cũng như các nhà lãnh đạo của họ. Trung Quốc cũng cấm các nhà lãnh đạo của hai cơ quan Mỹ đến nước này và đóng băng bất kỳ tài sản nào của họ ở đại lục. Do Thái oanh tạc giải Gaza và có nguy cơ gây ra cuộc xung đột lớn Tình hình căng thẳng giữa Do Thái và Palestine có nguy cơ bùng phát thành xung đột mới sau khi phía Do Thái tuyên bố là họ đã dùng máy bay oanh tạc các mục tiêu của phong trào vũ trang Hamas ở giải Gaza. Vào rạng sáng 7 tháng 4, quân đội Do Thái tuyên bố họ bắt đầu chiến dịch quân sự với tên gọi là bàn tay mạnh mẽ tấn công vào các vị trí của phong trào vũ trang Hamas ở giải Gaza. Vụ tấn công nói trên diễn ra sau khi Do Thái phải đối mặt với hàng chục trái hỏa tiễn được phóng đi từ miền nam Lebanon vào hôm 6 tháng 4, trong lúc tình hình căng thẳng giữa Do Thái và Palestine liên tục gia tăng sau khi Do Thái tấn công vào đền thờ Hồi giáo al aqsa khiến cho 80 người bị thương. Quân đội Do Thái cho hay họ đã nhắm mục tiêu tấn công vào các đường hầm và các địa điểm sản xuất vũ khí của phe Hamas ở giải Gaza. Phía Do Thái cáo buộc là phong trào Hamas phải chịu trách nhiệm về những gì mà họ đã xảy ra cũng như các cuộc tấn công vào giải Gaza là để đáp trả những vi phạm an ninh của phe Hamas trong những ngày gần đây. Trong khi đó, phong trào Hamas cũng lên án là do Thái phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hậu quả của hành động xâm lược đối với giải Gaza và thành phố Jerusalem. Phía Hamas cũng cho rằng việc tiếp tục xâm lược giải Gaza và các hành vi vi phạm của Do Thái đối với Jerusalem cùng với đền thờ Al-Aqsa sẽ không đạt được an ninh cho lực lượng chiếm đóng. Phía Hamas cũng kêu gọi người dân Palestine và các phe phái đoàn kết trong một cuộc đối đầu công khai với Do Thái để bảo vệ cho Jerusalem và đền thờ Al-Aqsa các cuộc tấn công bằng máy bay trả đũa lẫn nhau giữa Do Thái và các phe phái ở Palestine càng làm dấy lên sự lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh đẫm máu mới tại giải Gaza, tương tự như những gì đã xảy ra vào tháng 5 năm 2021 và tháng 4 năm ngoái khiến cho hàng trăm người bị thiệt mạng. Tín đồ Philippines tự đóng đinh, quốc roi tứ máu trong lễ hành xác vào ngày thứ Sáu tuần thánh hôm nay, các tín đồ công giáo ở làng San Juan, miền Bắc Philippines đã thực hiện cuộc tuần hành tự quốc roi đến tứ máu và đóng đinh một người lên thánh giá để tái hiện khoảnh khắc cuối cùng của Chúa Giêsu. Tuần hành bằng chân trần qua những con phố nhỏ hẹp trong làng. Hàng chục người đàn ông đội vòng làm từ dây leo, phủ khăn che mặt, không ngừng quốc roi tre trên lưng đến tứ máu. Một số còn dừng lại, phủ phục trên mặt đất để những người khác đánh mình bằng dép và các khúc gỗ. Họ chọn biện pháp cực đoan như một cách chuộc tội, bất chấp sự phản đối của báo giáo hội. Tôi làm điều này vì gia đình để giúp họ khỏe mạnh hơn. Darren Pascual, tín đồ 31 tuổi, nói sau khi tham gia lễ tự quốc roi, chỉ cần cầu nguyện là sẽ không cảm thấy đau đớn nữa. Trong phần cuối của buổi lễ, những tín đồ mặc trang phục La Mã hộ tống ba người đàn ông đến một gò đất. Hai trong số họ bị trói vào một cây thánh giá gỗ. Ngư dân 66 tuổi Wilfredo Salvador, người đóng vai Chúa Giêsu, sau đó bị đóng đinh xuyên qua lòng bàn tay và bàn chân, trong khi du khách đứng xung quanh dơ điện thoại quay phim chụp ảnh. Vài phút sau họ rút đinh hạ Salvador xuống và đưa ông lên cán đến lều y tế để kiểm tra. Chúa ban cho tôi sức mạnh, thể chất khác người để chịu được đau đớn. Tôi tự nguyện làm điều này. Tôi cảm ơn Ngài đã ban cho tôi cuộc sống thứ hai. Salvador, người bắt đầu tham gia màn đóng đinh này từ 15 năm trước sau một đợt trầm cảm đã nói. Vâng, tiếp theo phần tin á châu, lợi nhuận của công ty Samsung đã giảm gần 96% trong tam cá nguyệt đầu của năm nay. Samsung là công ty lớn nhất của Nam Hàn quyết định giảm sản lượng chip điện tử sau khi họ ghi nhận lợi nhuận thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009 lợi nhuận hoạt động của công ty Samsung giảm tới 95.8%, xuống còn 600 tỷ won, tương đương 450 triệu Mỹ Kim trong 3 tháng đầu năm nay. Trong khi đó, ước tính của giới phân tích là 1 tỷ 400 ngàn tỷ won. Doanh thu của công ty Samsung cũng giảm còn 63 ngàn tỷ won. Ước tính thì công ty Samsung lỗ khoảng 3 tỷ Mỹ Kim đối với bộ phận sản xuất chip điện tử. Samsung cho biết rằng họ sẽ cắt giảm sản lượng chip điện tử xuống một mức hợp lý. Đây là hành động mà các đối thủ của công ty này chờ đợi sau khi số lượng hàng tồn kho tăng cao khiến cho giá cả và lợi nhuận đều lao dốc. Gã khổng lồ của ngành sản xuất chip điện tử này, tức là Samsung, đã trì hoãn việc cắt giảm sản lượng trong những tháng gần đây, một phần là để giành lại thị phần từ các đối thủ. Theo hãng tin Bloomberg, việc công ty Samsung cắt giảm nguồn cung ứng có thể sẽ làm gia tăng giá chip điện tử và đây là bước quan trọng để hồi phục lợi nhuận. Thế nhưng, hiện nay vẫn chưa rõ liệu tình hình căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về chất bán dẫn điện tử có thể ảnh hưởng như thế nào trong những năm tới đây. Pháp sư giết người hàng loạt gây rúng động Indonesia. Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ một người xưng danh pháp sư với cáo buộc sát hại ít nhất 12 người sau khi một số thi thể được phát hiện chôn trong vườn của ông này. Slamet Tohari, 45 tuổi, không phủ nhận các vụ giết người. Ông ta bị buộc tội chủ mưu sát hại các nạn nhân tại nhà riêng ở Banchanegara, miền trung Java và sẽ phải đối mặt với án tử hình. Theo lời cảnh sát, Tohari hứa giúp nhân số tiền của họ gấp nhiều lần một cách thần kỳ và khi nạn nhân muốn lấy lại tiền, ông ta đã đầu độc họ. Tohari bị bắt trong tuần này sau khi con trai của một nạn nhân báo với cảnh sát rằng nhà Tohari là địa điểm cuối cùng mà cha anh đã đến. Parianto đã báo cho con trai vị trí mình ở qua tin nhắn WhatsApp và dặn anh thông báo cho cảnh sát nếu ông không quay lại trước ngày 26 tháng 3. Tuần qua, cảnh sát đã khai cuộc hài cốt của những nạn nhân ở độ tuổi 25 đến 50 bị chôn trong khu rừng bên ngoài nhà Tohari ở làng Desa Balun, quận Wasanaya. Một số ngôi mộ có 2 đến 3 nạn nhân bị chôn chung. Theo cảnh sát, người đàn ông này cho mình là Pháp sư Emma Slamet, người có thể nhân 70 triệu rupiah tương đương 4.683 Mỹ Kim thành 5 tỷ rubia Ông ta đã dụ các nạn nhân đến nhà của mình để thực hiện một nghi lễ vào ban ngày, sau đó cho họ uống đồ uống có chất độc, kali, cyanua và thuốc an thần. Theo BBC, lừa đảo về việc nhân tiền rất phổ biến ở Indonesia với nhiều bài đăng trên mạng xã hội quảng cáo dịch vụ này. Vẫn tin đến từ Á Châu, Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu trợ giúp cho 235.000 chiếc xe gắn máy chạy bằng điện và 35.900 chiếc xe hơi chạy bằng điện và 138 chiếc xe bus chạy bằng điện trong năm nay với kế hoạch là thu hút hơn 200.000 người dân chuyển sang sử dụng các loại xe chạy bằng điện. Mỗi chiếc xe như thế sẽ nhận được khoản trợ giúp từ 457 Mỹ Kim là mức nhiều nhất trong số các chính sách miễn giảm thuế phí hiện nay tại quốc gia này. Kế hoạch khuyến khích xe chạy bằng điện bao gồm cả việc trợ giúp cho các hãng xe có nhà máy sản xuất tại Indonesia và sử dụng ít nhất là 40% các linh kiện trong nước. Hãng xe của Nam Hàn là Hyundai và hãng xe của Trung Quốc là Guling là hai công ty đạt được những yêu cầu nói trên. Theo Bộ trưởng Công nghiệp August Gumingwang Kata Samita cho biết như sau, Tổng thống của Indonesia là ông Yogi Widodo yêu cầu chúng tôi bắt kịp mức trợ giúp như là của Thái Lan hoặc là thậm chí nhiều hơn. Tất cả là để thu hút sự đầu tư của các nhà sản xuất xe điện. Các chương trình trợ giúp sẽ bắt đầu từ tháng 4 cho tới hết tháng 12 năm nay. Việc trợ giúp cũng nhằm góp phần gia tăng doanh số bán xe chạy bằng điện đến 20% tổng doanh số cho tới hết năm 2030. Mục tiêu của chính phủ là đến hết năm 2024, có 10% dân số sử dụng các loại xe chạy bằng điện. Việc thúc đẩy 275 triệu người dân Indonesia chuyển từ động cơ đốt trong sang loại xe chạy bằng điện có thể giúp làm giảm gánh nặng cho ngân sách của chính phủ trong việc cung ứng nhiên liệu. Còn tại Thái Lan, chính phủ Thái Lan đã trợ giúp từ 2.000 cho tới 4.400 mỹ kim cho mỗi chiếc xe hơi chạy bằng điện, bên cạnh việc giảm bớt các loại thuế phí. Công ty Nhật Bản tung gói bảo hiểm bạo lực học đường cả khi trẻ bị bắt nạt trên mạng xã hội. Vì con cái bị bạo lực học đường đang khiến nhiều bậc cha mẹ lo sợ, một công ty bảo hiểm ở Nhật có sáng kiến tung ra gói bảo hiểm độc nhất vô nhị vào cuối năm nay để phần nào giảm bớt những lo lắng của các bậc phụ huynh. Bảo hiểm hỏa hoạn Tokyo Marine and Nichiko sẽ bắt đầu bán hợp đồng bảo hiểm vào tháng 10 với mức bồi thường lên tới 200.000 yên, tương đương 1,6 ngàn Mỹ kim trong mỗi trường hợp trẻ bị bắt nạt ở trường hoặc trực tuyến, bao gồm phí tư vấn và các chi phí liên quan đến việc chuyển trường chẳng hạn như mua đồng phục mới và đồ dùng học tập. Để đủ điều kiện nhận bồi thường, phụ huynh cần nộp bản tường trình thiệt hại cho cơ quan công an cũng như kết quả tham vấn với nhà trường. Trong năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, đã có 615.351 trường hợp bắt nạt đã được báo cáo ở các trường học Nhật Bản, tăng 19% so với năm trước và gấp hơn 8 lần so với 10 năm trước đó. Trong đó có hơn 500.000 trường hợp xảy ra ở bậc tiểu học. Tin đến từ Thái Lan cho hay, Đảng Phiêu Thai của Thái Lan hứa hẹn là sẽ tặng 300 Mỹ Kim cho mỗi người dân nếu như họ thắng cử. Trong buổi vận động tranh cử vào tuần này, đảng Phiêu Thai đã chơi lớn khi hứa hẹn rằng nếu thắng cử, họ sẽ tặng 10.000 bạch thai, tức là khoảng 300 Mỹ Kim cho tất cả người dân Thái Lan nào trên 16 tuổi để kích thích cho nền kinh tế. Theo nhật báo Bangkok Post vào ngày 7 tháng 4, Số tiền nói trên dự kiến sẽ là loại tiền điện tử để cho người dân chi tiêu vào các dự án kích thích kinh tế ở địa phương. Bà Pietung Tan Sinawat là cố vấn của đảng Phil Thai và là ứng viên của cuộc chạy đua vào ghế Thủ tướng Thái Lan trong đợt bầu cử ngày 14 tháng 5 sắp tới đây, mô tả dự án này là một quyết tâm dựa trên công nghệ blockchain nhằm đưa các sản phẩm của Thái Lan ra nước ngoài và thu hút loại tiền điện tử vào trong nước. Nếu thành công thì dự án này sẽ biến Thái Lan trở thành trung tâm công nghệ tài chính của khối ASEAN. Như thế, người dân Thái Lan sẽ được tiêu tiền trong vòng bán kính 4 cây số tại khu vực mình ở trong vòng 6 tháng khi mà dự án này bắt đầu thu hút loại tiền điện tử của quốc tế. Tuy có nhiều câu hỏi đặt ra là liệu đạn phiêu thai có thể làm được việc này hay không và số tiền đó từ đâu mà ra? Thế nhưng, nhiều ý kiến vẫn đánh giá Chiến thuật này sẽ thu hút lá phiếu vì ai ai cũng thích tiền miễn phí, nhất là những người có lợi tức thấp và những cử tri đã bỏ phiếu lần đầu. Ông Thanakorn Wakbukonchana, chiến lược gia của Đảng Quốc gia Thái Lan Thống Nhất, ước tính sáng kiến này có thể tiêu tốn tới 500 tỷ baht thai, tức là vào khoảng 14.650 tỷ Mỹ Kim nếu tặng tiền cho khoảng 50 triệu người dân Thái Lan. Đến đây một lần nữa kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam. Cảm ơn quý vị khán thính giả với những lần sống của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Việt Nam. Vụ bắt 54 cán bộ cấp lãnh đạo của Bộ Việt Nam bị cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến việc tổ chức chuyến bay giải cứu giá cao trong đại dịch Covid đã được các báo nước ngoài nhắc đến. Tác giả Sebastian Sangio viết trên The Diplomat rằng vụ bắt 54 giới chức cao cấp trong Bộ Ngoại giao, ngành công an và bộ máy chính quyền liên quan tới án chuyến bay giải cứu đã cho thấy hạn chế của công tác chống tham nhũng tại Việt Nam. Ông Sangio viết rằng, 7 năm sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tung ra cuộc thánh chiến chống tham nhũng, song các vụ scandal như vậy vẫn diễn ra, cho thấy đây không phải là vụ án cao cấp cuối cùng. Tác giả ghi nhận có lẽ các giới chức Bộ Công an tuân lệnh ông Trọng muốn khóa sổ đại án tham nhũng để hành quân về phía trước, bước vào một kỷ nguyên sạch sẽ hơn và nêu cao các quy tắc dưới thế hệ lãnh đạo đảng Cộng sản mới hơn nhiều bài báo nước ngoài một thời gian qua đã nêu ra lo ngại của giới đầu tư về chiến dịch đốt lò làm ngưng trệ các dự án công. Theo nhà phân tích Steven Westerveld viết trên trang Investment Monitor hôm 21 tháng 3, sự lo ngại của giới đầu tư là có cơ sở vì ở Việt Nam việc bắt ai cầm tù xử ai đều diễn ra tùy tiện. Vì về cơ bản Việt Nam vẫn là một quốc gia độc đoán bị kiểm soát chặt. Theo Westerveld trích nhật báo tờ Nikkei Asia nói rằng việc bị quy kết là lừa đảo hay tham nhũng tại Việt Nam phần lớn tùy vào ý nghĩ riêng của người nắm quyền và việc có vẻ ngẫu nhiên của các vụ thanh trừng hẳn có hiệu quả kinh tế rõ rệt. Một công ty tài chính của nước Úc loan tin là số vốn ngoại quốc gia tăng tốc độ đổ vào Việt Nam. Số dự án yêu cầu đầu tư vào Việt Nam thông qua Acuity Funding là công ty tài chính đã thu hút 5 tỷ Mỹ Kim vốn ở Việt Nam tăng thêm 3% trong tháng qua. Tháng 2 vừa qua chỉ có 6 dự án yêu cầu tài trợ vốn thì cho tới tháng 3 đã tăng lên tới 20%. Ông Ranjit Thambiya là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Akudi Funding thông báo như trên. Công ty này thuộc công ty tài chính Bero của nước Úc, hoạt động như một ngân hàng đầu tư toàn cầu, được ủy thác bởi các quỹ hưu trí, quỹ đầu tư, quỹ phòng vệ, tổ chức bảo hiểm tại Anh Quốc, Hoa Kỳ và nước Úc. Họ hoạt động tại Việt Nam được 3 năm qua và đã sắp xếp 5 tỷ Mỹ Kim vốn thông qua cho vay và đầu tư. Số tiền này đa số được đưa vào các dự án lớn như là khu dân cư với quy mô từ 150 tới 750 triệu Mỹ Kim, các dự án bất động sản phức từ 500 triệu Mỹ Kim, rồi hạ tầng cơ sở từ 150 tới 1 tỷ 500 ngàn Mỹ Kim. Hãng tài chính của Úc này đang thu xếp 20 tỷ Mỹ Kim vốn cho khu vực, trong đó Việt Nam được đánh giá là thị trường rất khả quan và dự kiến sẽ có được trên dưới 10 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, nguồn tiền đổ vào Việt Nam cũng sẽ không hoàn toàn thuận lợi. Thị trường vốn quốc tế đang có nhiều biến động, nhất là sau đợt khủng hoảng của ngân hàng Hoa Kỳ và Credit Suisse của Thụy Sĩ. Bài toán lúc này cho các nhà phát triển và các nhà đầu tư đó là phải chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ thay thế an toàn theo ông Ranjit, Việt Nam tương đối mới với thị trường vốn quốc tế và ít có kinh nghiệm hơn các thị trường vốn ở nền các nền kinh tế tiên tiến. Người Chăm Ba rất bất bình, ban quản lý tháp Bà Ponaga cấm kể về văn hóa dân tộc. Một du khách người Chăm Ba bày tỏ sự bất bình khi bị nhân viên ban quản lý di tích tháp Bà Ponaga tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa cấm ông kể văn hóa Chăm Ba với bạn khi thăm đền tháp của tổ tiên. Sự việc xảy ra vào giữa tháng 3 khi ông Sohan Jim, một người làm nghề tự do ở Hà Nội, đi cùng một người bạn biến thăm di tích trên. Sau khi thực hiện các nghi thức tâm linh và cầu nguyện theo niềm tin của người chăm, ông và người bạn ra bên ngoài đền để nói chuyện về di tích. Trên đài Á Châu Tự Do RFA hôm 6 tháng 4, ông Sohan Jim cho biết khi ông đang chia sẻ cho bạn các thông tin về tên gọi, các câu chuyện kể về tháp bà, thì nhân viên ban quản lý tháp đã yêu cầu ông không được kể hay thuyết minh gì trên tháp. Sau đó một nam nhân viên xuất hiện và khẳng định Ponaga là di tích được chính phủ công nhận nên người nào muốn kể về tháp phải theo quy định của chính phủ và dựa theo tài liệu của các nhà nghiên cứu. Sau đó người bảo vệ của di tích này còn đuổi ông Sohan Jim và người bạn đi cùng. Ông Sohan Jim cho RFA biết ngay sau đó ông viết email tới nhiều cơ quan của tỉnh Khánh Hòa, trong đó có Ủy ban nhân dân và Sở Văn hóa nhưng chỉ nhận được phản hồi từ Trung tâm bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa, đơn vị cấp trên trực tiếp của ban quản lý di tích tháp Bà Ponaga. Chính phủ Nga và Việt Nam đang đàm phán để ký hợp đồng nghiên cứu dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Công nghệ Nguyên tử, gọi tắt là CNST, và lò nguyên cứu mới tại Việt Nam. Tin tức này được chia sẻ trong chuyến viết thăm của Phó Thủ tướng Nga là ông Chernyshenko Dmitry Nikolaevich và đoàn đại biểu cao cấp phân bang Nga tại Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam vào ngày 7 tháng 4 phát biểu tại sự kiện này thứ trưởng khoa học và công nghệ của việt nam là ông lê xuân định nhấn mạnh rằng việt nam và nga đã thực hiện nhiều hoạt động hợp tác song phương trong lĩnh vực giáo dục đào tạo khoa học và công nghệ các nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ được trải rộng từ năng lượng nguyên tử công nghệ sinh học vật liệu mới điện tử tự động hóa cho tới khoa học xã hội và nhân văn góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế và xã hội Rừng thông Đà Lạt cháy lớn, rừng thông có chức năng phòng hộ rộng lớn ở khu vực đèo Prenn cách trung tâm thành phố Đà Lạt gần 10 km bốc cháy dữ dội chiều hôm 7 tháng 4, khoảng 3 giờ chiều đám khói nhỏ xuất hiện ở cánh rừng thông khu vực Prenn, không lâu sau lửa bùng phát và lan sang các vạt rừng bên cạnh kéo lên tận đỉnh ngọn đồi. Gần 4 giờ sau người dân ở trung tâm thành phố có thể quan sát ngọn lửa đỏ rực trải dài nhiều ngọn đồi, kèm khói trắng bốc lên nghi ngút. Khu vực rừng cháy thuộc tiểu khu 267 ha rồng thông ba lá có chức năng phòng hộ. Hiện có khoảng 40 nhân viên lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng của cơ quan kiểm lâm, hạt kiểm lâm, ban quản lý rừng lâm viên và lực lượng của chính quyền phường 3 tham gia. Cơ bản đám cháy đã được khống chế bằng cách khoanh vùng để chống cháy lan. Đà Lạt là thành phố trực thuộc tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lâm Viên, ở độ cao 1.500m so với mực nước biển. Thành phố có diện tích tự nhiên hơn 393 km vuông, dân số hơn 237.000 người. Bà Nguyễn Phương Hằng khai báo lý do xúc phạm Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng. Trong kết luận điều tra được ban hành vào ngày 5 tháng 4 vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận là bà đã phát ngôn xúc phạm ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức là nghệ sĩ Hoài Linh và ông Huỳnh Minh Hưng, tức là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Về lý do thì bà Nguyễn Phương Hằng khai nhận rằng do Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên. Khi mà bà Phương Hằng yêu cầu hãy cùng đứng lên và tố cáo hành vi lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên thì nghệ sĩ Hoài Linh lại giữ phương cách im lặng. Với trường hợp ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì bà Nguyễn Phương Hằng nói rằng do bà có những lời phát ngôn xúc phạm tới nghệ sĩ Hoài Linh mà Đàm Vĩnh Hưng lại thân thiết với Hoài Linh, cho nên Đàm Vĩnh Hưng đã lên mạng xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng. Đồng thời cho rằng những phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng gây ra sự tổn thất cho nên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm phải xin lỗi công khai. Bên cạnh đó là phải bồi thường thiệt hại về vật chất lên tới 43 tỷ đồng Việt Nam, tương đương 1 triệu 800 ngàn Mỹ Kim. Riêng nghệ sĩ Hoài Linh không yêu cầu bồi thường về vật chất, thế nhưng yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm phải xin lỗi do những lời phát ngôn xúc phạm. Riêng ký giả Nguyễn Đức Hiển và một phụ nữ có tên là Đinh Thị Lan cũng không yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường về vật chất. Trong khi đó, ca sĩ Thủy Tiên và chồng của Thủy Tiên là nam cầu thủ Lê Công, Vân, Công Vinh đã yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm phải bồi thường 88 tỷ đồng Việt Nam. Còn ca sĩ Vy Oanh thì chưa yêu cầu bồi thường. Nữ ký giả Hàng Ni thì yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Tuyến Metro số 1 Sài Gòn từ Bến Thành đi Suối Tiên đang ở giai đoạn nước rút về đích, nhưng đơn vị vận hành lại đứng trước nguy cơ phải giải tán vì thiếu tiền. Tình trạng cấp bách vừa được chính quyền Sài Gòn tiếp tục báo cáo Bộ Tài chính sau khi những vướng mắc về việc cấp vốn cho công ty đường sắt đô thị số 1. Đơn vị vận hành tuyến Metro số 1 đến nay vẫn chưa được giải quyết. Theo chính quyền thành phố, công ty đường sắt đô thị số 1 đang đứng trước nguy cơ phải tạm dừng hoạt động. Đến tháng 8 năm 2021, công ty đã sử dụng hết kinh phí tạm ứng từ nguồn vốn điều lệ ban đầu là 14 tỷ đồng. Từ đó đến nay, người lao động vẫn chưa được thanh toán lương và đóng các khoản bảo hiểm xã hội. Tổng các khoản nợ đã lên tới khoảng 6,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, số người lao động nghỉ việc tại công ty từ tháng 8 năm 2021 đến nay là 21 người, trong khi số nhân sự cần tuyển dụng để đáp ứng yêu cầu vận hành, bảo trì tuyến đường sắt đô thị số 1 vào cuối năm nay là 706 người. Gần 2 năm qua, công ty này phải ngừng sử dụng trụ sở tạm được chính quyền thành phố bố trí và phải sử dụng tạm các phòng họp của Ban Quản lý Đường sắt Đô thị để duy trì nơi làm việc. Từ ngày 20 tháng 5 sắp tới đây, người dân tại Việt Nam sẽ được nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ trực tuyến qua Internet, cũng như thanh toán các lệ phí qua trang web và nhận được kết quả tại nhà theo đó chính phủ việt nam vừa ban hành nghị định sửa đổi bổ sung một số điều lệ của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai yêu cầu các cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường qua điện tử khi các cơ quan tiếp nhận giải quyết hồ sơ, ghi tên cấp giấy chứng nhận sổ đỏ trực tuyến thì nếu cần phải kiểm tra xác minh hoặc là do nguyên nhân khác mà không trả kết quả đúng hẹn thì phải thông báo bằng văn bản qua website hoặc là qua tin nhắn cho người dân, đồng thời phải nêu rõ lý do. Những người sử dụng đất và các chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất sẽ nộp chi phí trực tiếp qua internet và qua các website, sau đó người ta sẽ nhận được giấy tờ được gửi về tận nhà. Thông tin về tình hình lao động việc làm quý 1 năm 2023 ngày 6 tháng 4, lãnh đạo Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết lao động mất việc tập trung ở các tỉnh đông khu công nghiệp chế xuất như Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh và Bắc Giang. Số này phần lớn thuộc doanh nghiệp FDI 83,8%, tập trung ở ngành da dày, dệt may, chế biến gỗ. Đông Nam Bộ trở thành vùng bị ảnh hưởng nặng nhất do tình trạng giảm sút đơn hàng của nhiều doanh nghiệp lớn. 3 tháng đầu năm, tỷ lệ thiếu việc làm khu vực này tăng lên 1,75% so với 1,52% của quý trước, đi ngược với xu hướng giảm chung của cả nước. Các giảm đơn hàng còn khiến hàng loạt địa phương mạnh về công nghiệp bị sụt giảm lao động có việc làm. Cụ thể Bắc Giang giảm 4,5%, Bắc Ninh giảm 0,9%, Thái Nguyên 0,22%, Nghệ An 5,5%, Thành phố Sài Gòn giảm 0,4%, Bình Phước giảm gần 4% so với quý trước. Và đó là những bản tin Việt Nam. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một số cơ sở thương mại trước khi quay trở lại cùng phần tin địa phương. Thưa quý vị, sau đây là những bản tin cuối. Một người mẹ có một cậu con trai sơ sinh 18 tuổi bị người cha đánh đập cho đến chết tại một nhà nghỉ ở phía nam Los Angeles vào năm 2021 đã lên tiếng trong phiên tòa vào hôm 6 tháng 4 vừa qua. Bé trai không may mắn có tên là Diego Alexander Jones, 18 tháng tuổi, khi được phát hiện đã chết vào tháng 7 năm 2021. Giới hữu trách đã tới Motel Rosabel ở Los Angeles và phát hiện ra đứa trẻ bất tỉnh, không thở được. Sau đó em bé đã được gửi tới một bệnh viện địa phương, nhưng em bé này đã tử vong. Rihanna Jones là người mẹ của cậu bé nói trên, đã ra làm chứng trước tòa án vào thứ Năm vừa qua để chống lại người chồng của cô, đó là ông Sean Flowers. Cô cho biết rằng cô và con trai của cô đã đến tiểu bang California từ uh, thành phố San Luis để thoát khỏi người chồng có tên là Flowers. Và theo cô cho biết thì cô và người chồng của cô là có mối quan hệ lạm dụng và khẳng định người này đã bạo hành cô. Cô cho biết thêm tại khách sạn ở miền Nam California Người chồng của cô đã đấm vào ngực của con trai cô trong lúc cô đang ngủ, khiến cho cậu bé ngã đập đầu xuống sàn nhà. Sau đó, người này đã đến thức cô dậy và nói rằng đứa bé không thở và cả hai đã gọi cho số phone 911 nhưng em bé được cho là đã chết. Sau khi sự việc xảy ra, người đàn ông kia đã bỏ chạy để cô ở lại một mình cùng với xác của đứa con trai. Theo cô cho biết thì chồng cô thường đấm cô mỗi khi anh ta tức giận hoặc là khi cô dám lên tiếng binh vực cho đứa con trai. Luật sư bào chữa không bình luận gì về sự việc này. Phiên tòa vào hôm thứ Năm vừa qua sẽ là phiên sơ thẩm để xem liệu có đủ bằng chứng để chống lại người đàn ông có tên là Flowers và khiến cho anh ta phải ra hầu tòa hay là không. Vào cuối buổi chiều qua, thẩm phán quyết định vụ án này có thể được tiếp tục Mặc dù phiên điều trần sơ bộ đã hoàn tất trong vòng một ngày, thế nhưng vụ án này có thể sẽ không được đưa ra xét xử cho tới năm sau. YouTuber Mỹ bị bắn vào bụng khi quay video chơi khăm. Tanner Cook, 21 tuổi, đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện sau khi bị đạn bắn xuyên qua dạ dày và gan. Sự việc diễn ra ngày 5 tháng 4 khi Cook và bạn quay video chơi khăm tại khu ẩm thực của trung tâm mua sắm Dole Center, tiểu bang Virginia. YouTuber bị nghi phạm Alan Coley, 31 tuổi, dùng một khẩu súng ngắn bán tự động bắn vào bụng. Không có ai khác bị thương trong vụ việc. Gia đình Cook cho biết đoạn phim ghi lại cảnh chơi khăm hiện là một phần bằng chứng chống lại Coley. Người này bị buộc tội cố ý gây thương tích nặng, nổ súng trong tòa nhà có nhiều người. Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Ludin cho biết trong một thông cáo báo chí rằng nghi phạm và nạn nhân không quen biết nhau trước đó. Coley đã xuất hiện tại tòa hôm 6 tháng 4 và dự kiến phiên xử sơ bộ diễn ra vào tháng 5. Người này đang bị giam giữ. Tanner Cook là chủ trang mạng tài khoản YouTube có gần 40.000 người theo dõi, thường xuyên đăng video chơi khăm người lạ ở nơi công cộng. Trong các video, nam YouTuber từng đi theo sau những người lạ trong cửa hàng hay giả vờ nôn mửa vào tài xế xe công nghệ. Nhiều nạn nhân của Cook phản ứng gay gắt hay thậm chí gọi cảnh sát. Sau vụ việc vừa qua, Cook cho biết vẫn có ý định tiếp tục thực hiện các video chơi khăm. Sau đây là bản tin cuối. Liệu pháp dùng ung thư để diệt ung thư? các khoa học gia đã phát hiện ra phương pháp biến các tế bào ung thư đang phát triển trở thành loại vaccine để tiêu diệt những tế bào ung thư mới, được gọi là liệu pháp tác động kép. Phương pháp mới này có thể sẽ loại bỏ được các tế bào ác tính hiện nay, tạo ra hệ miễn dịch tiêu diệt các khối u mới, từ đó ngăn ngừa ung thư tái phát. Tiến sĩ Khalid ở Bệnh viện Bingham và Phụ nữ tại Boston cho hay, nhóm của ông đã theo đuổi một ý tưởng đơn giản đó là lấy tế bào ung thư và biến chúng trở thành thuốc diệt ung thư hoặc là vaccine ung thư phương pháp mà tiến sĩ sa cùng với các đồng nghiệp thử nghiệm có điểm độc đáo thay vì sử dụng các tế bào khối u không hoạt động như những nghiên cứu trước đây thì nhóm chuyên gia của ông sử dụng tế bào u sống sau đó biến đổi gen và đưa chúng trở lại vị trí bị ung thư đang phát triển từ đây, chúng sẽ phóng ra một tác nhân để tiêu diệt các tế bào ung thư đồng loại. Ngoài ra, khối u này đã biến đổi gen được thiết kế để giúp hệ miễn dịch dễ dàng nhận diện, gắn cờ và ghi nhớ, từ đó có phản ứng ngăn ngừa lâu dài và tránh bị tái phát. Tiến sĩ Sa và các đồng nghiệp cũng xây dựng các công tắc an toàn hai lớp trong tế bào ung thư, khi được kích hoạt sẽ loại bỏ khối u đã biến đổi gen nếu như cần thiết. Kết quả thu được đầy hứa hẹn những con chuột làm thí nghiệm mang tế bào tủy xương của gan và các tuyến ức có nguồn gốc từ người đã cải thiện đáng kể sau khi được chích vắc chống ung thư. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Minh Châu và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Xin kính chào tạm biệt. Happy Friday. Happy Friday.